giá rẻ bất ngờ, trùng tour du lịch Trung Quốc chỉ từ 5.990.000. Quý khách có thể tham quan các điểm đến nổi tiếng như Bắc Kinh lịch sử, Thượng Hải hiện đại, Hàng Châu thơ mộng, Trùng Khánh độc lạ hay Hải Nam yên bình. Mùa thu này rất thích hợp để đến Trung Quốc du lịch và chìm đắm vào cảnh đẹp nơi đây. Nếu quý khách chưa biết nên đi đâu thì để uống chiếc gợi ý cho mình nha. Bắc Kinh, nơi mang đậm chất lịch sử trang trọng và cổ kính của Trung Quốc, đây là điểm đến không thể bỏ qua với những ai yêu thích lịch sử và văn hóa. Đến Thượng Hải, du khách sẽ được trải nghiệm nhịp sống sôi động tại những khu phố hiện đại, thưởng ngoạn cảnh quan từ các tòa nhà chọc trời và khám phá bến Thượng Hải lịch sử. Đến Hàng Châu, nơi được coi là thiên đàng nơi hạ giới, với vẻ đẹp thiên nhiên mơ mộng cùng các di tích lịch sử đa dạng, một điểm đến lý tưởng để trải nghiệm văn hóa địa phương và khám phá vẻ đẹp cổ kính của Trung Quốc. Khi ghé qua Tô Châu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự cổ kính, vẻ đẹp tinh tế và nghệ thuật kiến trúc, cũng như trải nghiệm cuộc sống chậm rãi, thanh bình ở nơi đây. Ghé thăm Phượng Hoàng cổ trấn và Trương Gia giới, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của núi non và rừng rậm, những kiến trúc truyền thống, cảnh quan sông nước thanh bình đẹp như trong tranh. Trùng Khánh, với sự kết hợp của thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu đặc biệt và nền văn hóa sâu sắc, không chỉ là một điểm đến mà là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Đến với đảo Hải Nam, đây được coi là huy phương Đông, nơi sở hữu nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ, với làn nước trong xanh, bãi cát trắng trải dài và những khách sạn tầm cỡ quốc tế cùng ẩm thực phong phú. Chưa dừng lại ở đó, tour du lịch của chúng tôi còn đi qua những điểm đến vô cùng đẹp và quyến rũ. Đến với Nam Ninh, thành phố xanh của Trung Quốc, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng và thu hút khách du lịch bởi các lễ hội truyền thống và ẩm thực phong phú. Cửu Trại Câu, đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí của vùng núi Tây Tạng. Hành trình Đại Lý, Lệ Giang, Sungerzilla sẽ đưa du khách khám phá vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Đại Lý, chiêm ngưỡng những dòng kênh trong vắt và dãy núi Tuyết Ngọc Long ở Lệ Giang. Tiếp nối hành trình, bạn sẽ đến với Sungerzilla, vùng đất huyền thoại, nơi thảo nguyên mênh mông và tu viện cổ kính tạo nên khung cảnh thần tiên. Đây là hành trình lý tưởng cho những ai yêu thích sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa phong phú. Trên đây là một số điểm đến mà chúng tôi gợi ý. Hãy cho chúng tôi biết điểm đến mà bạn yêu thích hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Du lịch Trung Quốc không lo về giá. Liên hệ Ôn Đới Chip ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi và được tư vấn miễn phí 24/7.